Hello, hân hoan vui mừng và phấn khởi chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Rồi, ok, nóng quá ha, nóng quá bà con, quá nóng rồi. Nóng hổi mà vừa thổi vừa ăn luôn. Ngày hôm nay là anh Mr. Đờm đã sáng nhất mạng xã hội. Kính thưa quý vị, thì cái drama Nguyễn Phương Hằng, thần y Võ Hoàng Yên, cũng như là mới đây nhất là Mr. Đàm, cũng như là Diệp Già nè, đó, cái bà Diệp Già bên đây mới nổi lên đó, Đình Lan, Duyên Mai, rồi rất là nhiều cái thành phần khác đang trổ lên đó. Nhưng mà tương quan lực lượng thì hầu như là thấy một mình chị Nguyễn Phương Hằng là đối đầu tất cả ha. Rồi lần lượt từng em từng em, lần lượt từng em từng em, Đình Lan là xóa kênh, Di Quanh thì đi đẻ rồi đó. Rồi tiếp theo anh Đờm này sẽ ra sao, rồi Diệp Già, rồi bỏ cuộc hết. Rồi từng bước từng em không biết là cái kết quả nó như thế nào ha. Đó, mặc dù thì cũng rất là nhiều người ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà cũng có nhiều người rất là lo lắng, bởi vì chị phải áp lực rất là nhiều phía, quá trời nhiều đối thủ đó. Và cái sự kiện này cũng đã thu hút rất là nhiều người quan tâm đó, ngay cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đó, những người ở nước ngoài đó, như là ở Mỹ, ở Úc nè, ở Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ, rồi cũng rất là quan tâm đến vấn đề này đó. Họ cũng gọi điện cho Sơn Sàm liên tục đó, họ cũng bày tỏ quan điểm của mình và họ cũng nói lên cái mong ước đó, họ cũng ủng hộ cái chính nghĩa. Nói chung là người ta cũng mong ước một điều gì đó, công lý sẽ được đưa ra ánh sáng. Nói chung rất là nhiều người đã gọi điện cho Sơn Sàm, đã chia sẻ và nhờ Sơn Sàm chia sẻ, đúng không? Đó, và trong cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái chia sẻ của một cái chị Việt Kiều Mỹ nha. Đó, chị này đang sống ở bên Mỹ đó, lúc nào cũng hướng về quê hương đó, và đôi lúc thì cũng có những cái bức xúc của riêng mình đó, và chị muốn thông qua kênh Sơn Sàm TV để nói về cái quan điểm của mình. Rồi chúng ta đến với cái phần chia sẻ của cái chị này đến từ Mỹ, Hoa Kỳ. Rồi xin mời tất cả quý vị. Tôi nói thiệt với chú nghe, khi mà những cái gì ở bên Mỹ này mà xâm phạm vô cơ thể người ta là phải có bằng hết đó. Thứ nhất là về làm nail, làm tóc, ăn trong nhà hàng là phải có bằng, có kiểm chứng đàng hoàng. Còn cái này là để bảo vệ sức khỏe, để cứu người. Bộ Y tế đâu có điên như bả địa khùng điên bả trong bệnh viện đi hòa bả ra bả nói vậy. Tại sao đâu có mấy người nào đâu mà để cho bả lên bả nói bả sủa như chó sủa luôn. Trời đất ơi, nghe mà nóng người luôn. Rồi tôi vừa mai mà tôi tức luôn, chết luôn á. Tôi nói thiệt với chú á, bả bên Mỹ cái gì? Tôi là bên Mỹ, nhưng mà điều á là tôi coi cái bà Diệp Già này nè. Bà Diệp Già này bà ở đang ở Mỹ phải không ta? Đâu, bà Việt Nam mà. Bà Việt Nam đó, tụi Võ Hoàng Yên muốn bà đó. Bà Việt Nam đó, bà với con Đinh Lan rồi cùng khen nhau đó. Bà nói trong bệnh viện bên ngoài, tôi nói ủa, cô vứt mà bệnh viện bên ngoài mở cửa sao mà tụi nó lọt đó, đổ ra nhiều quá vậy. Nói không biết lượng miệng luôn thiệt. Chứ mà đúng là nhà dân nói láo, nhà báo nói thêm. Nói đăng báo là bên Mỹ này hả, chúng đăng kiểu nào nó đăng kiểu đó. Đăng lấy tiền mà. Còn muốn nói thì nó lên nó nói bất chấp. Nói để lấy tiền mà. Thằng ra tôi tức quá trời mới, tôi ngồi, tôi ra tiệm, tôi ngồi, tôi mai mà tôi tức vô cùng. Tôi nói tôi mà về Việt Nam đó hả, tôi nói thiệt. Dù tôi với bả không thù quán, mà tôi biết bả rồi đó. Tôi phải lộ quần bả rồi tôi moi cho bả có ngứa không vậy. Rồi tôi lấy đồ tôi gãi cho. Trời ơi, mà không nói tục nhưng mà không muốn nói tục luôn. Cái miệng bả thì nói tục nên bả ăn gì bả ăn dưới sao mà. Bả ăn xong rồi bả dồn lên não hết. Bả đâu có cho ra. Thành ra bả đâu có biết cái gì là lương tâm. Trời đất ơi, người Việt Nam mà nói chuyện thì không còn cái lời lẽ nào mà để mà nói cái bà này là còn là con người hay không nữa. Trời ơi, đất nước như vậy, tôi nói tôi nhìn cái cảnh đó. Bây giờ tôi nói thiệt với chú á, tôi là ở Mỹ thôi, nhưng mà cái đầu óc bây giờ cái lương tâm của tôi hướng về Việt Nam nhiều lắm. Bởi vì nhân dân là cùng một quê hương với mình mà. Mình có cơ hội thì mình được qua đây, mình làm ăn nhiều. Nhưng mà cái khả năng mình để giúp không được thì để nhìn những người ta lương thiện, người ta giúp đồng bào, người ta giúp như giống như tôi không phải là những cô hàng, tôi cũng không biết cô hàng là ai nữa. Nhưng mà tôi chỉ livestream bà đây tháng 8.
Từ bây giờ bà lên đây như nào cũng coi nhiều khi người nào mà nói cái bà hàng này bà không lấy ông Nguyên Thư chịu thua lên đấy. Bà có ở trong nhà người ta, bà ở bên Mỹ nghe. Đừng có nói chuyện xen nghĩa định chồng ta không nói thôi, mắc gì mấy bà phải nói. Ở bà bên là tôi nói tôi không tin, mà tôi chỉ nhìn cái lẽ phải. Bây giờ muốn bắt tấm thì phải dùng những cái chiêu coi gọi là dương đâm chích tay. Mày muốn nói xấu tao nói đi, mày nói đi rồi tao mới dụ mày ra được. Ý là ý như cái câu nói của bà Hằng, bà nói những cái câu thì cà thịa giống như là cái gì nó tôi đẹp không, anh đẹp không, dỗ tay giống như Nguyên chữa bệnh hết rồi, được không quý vị, dỗ tay cái đó là cái câu cà thịa để xấu chọi lại với Hoàng Yên thôi. Nhưng mà trời ơi, sao mà tôi nói gì ta mà sao không hết bệnh đi để bà bắt cái thằng khốn nạn nó cho rồi đi trời. Bây giờ nó tìm đủ đủ binh tướng con của nó để ra để đấu chờ chửi. Trời đất ơi, mà Việt Nam bây giờ á, giờ con mẹ này lên chửi vậy mà tụi an ninh mạng nó không có cắt nhiều bả đâu đó hả? Bả nói phải chửi thật chứ, phải chửi người ta là gì tôi cũng không hiểu rồi. Tao nghe tới dùng tôi hỏi con tôi, sao bả chửi tiếng đó gì vậy? Tôi mới biết tiếng đó là tiếng nó không ca, không cho tục tiểu á. Tôi nói thiệt với chú á, tôi cũng không cần nữa đó. Mới hỏi, ủa sao mẹ này bả chửi gì kỳ vậy trời? Nó được thuê được mướn cái gì vậy? Tôi không phải bà Hằng chứ tôi cũng đập cái mặt bắn, mặt bắn tôi lộn quần quá. Có thiệt á, mày có cái miệng mà miệng mày dơ hơn cái dưới gì tao lộn, tao cào dưới cho mày biết mày ngứa hả? Nó được thuê được mướn á. Chú ơi, tôi nói thiệt chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ, tôi á, bà Nguyễn Phương Hằng á, tuy bà nóng bà giận nhưng mà người ta đã nói rồi. Đi với Phật Bảo Cà Sa, đi với ma mặc áo giấy. Mấy người bên đây, ơ địa vị CL gì ra nói như là hàng tôm bằng cá. Tôi nói, không ra hàng tôm bằng cá, làm sao bắt được con cá. Tôi cũng vậy luôn, bất chấp quyền lực. Tôi giờ đó tôi giàu, tại sao bà giàu bà không biết mà ăn chăn đi miệng mắm mà bà ra. Vì ai, cứ nghĩ phải đóng chứ hỏi tổ bà nãy trên bạn bà cũng vậy đi. Tôi chửi luôn mà, đứa cơ người ta ra cũng gì trong rằm. Bà mất 300 tỷ, giờ bà bỏ 500-600 tỷ, bà đặt cái thằng quỷ treo giang hồ để được không? Như kết. Nhưng bà nói một câu, bà muốn tắm trên pháp lực chứ bà không tắm ngầu trên pháp lực thì bà phải chờ luật pháp. Nhưng bà để giặt mặt từng đứa ra. Tôi nói thiệt, tôi phải khen bà Hằng là một chị nữ tướng anh hùng truyền thông. Mà quá là thông minh nữa, nhưng mà quý vị ơi, mới quý vị nói tưởng thôi. Bà lên bà ngồi, bà nói như vậy, chỉ một mình bà cao lên bà hàng trăm quân tư. Mà cái ông chồng của bà là một quân sư chiến đấu nữa cho bà biết. Còn không nói tôi không biết chứ, nhưng mà theo tôi nghĩ là cỡ như cái tụi mà gọi là muốn cái người mà gọi là thám tử tư nữa để lấy tin tức đó hả? Không biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu người nó cho quý vị đừng có nghĩ một mình bả như vậy, tưởng mình bả hả? Không có đâu, quân sư của bả sau lưng nhiều lắm. Và cái quân sư là giỏi nhất là ông chồng bả đó. Ông chồng người ta không nói cái chuyện lên nói, người ta không còn chuyện nói đem chuyện xấu người ta ra nói mà. Đàn bà ai không xấu chú? Có thể chứ, sợ đàn bà làm sao mà mình nói mình tốt là chưa chắc đâu. Nhiều khi á, sống chừng vài năm chồng chết mất cái đấy, chồng ta cũng được, chồng ta cũng còn hơn nữa. Mà tôi nói cho chú nghe, tôi tức quá thôi, tôi gọi tôi nói cho chú nghe, chú tôi ngủ có đi chú nghe. Tôi nói với chú, thì chú nói với bà Phương Hằng á, mình á, cho nó như cái đòi rác rưởi đi thôi, nói mình chửi nó mà không mệt vô đánh. Tôi làm gì á là người ta có hai con mắt, người ta nhìn người ta thích. Hàng triệu triệu con mắt ta nhìn vô. Tới bên Mỹ nhìn nhiều người để ngưỡng mộ bà Nguyễn Phương Hằng này dữ lắm, chứ không phải riêng cá nhân tôi đâu. Tôi nói thiệt. Lời nói của người ta là quan thật, phải nói không cần phải nhìn vô cái gì đó mới là hay đó, chứ còn nói dòm xuống dưới giấy nhìn, nói dòm xuống giấy nhìn không hay đâu. Ở giữa bên đây là tôi nói thiệt, tôi không phải đâu. Ông Donald Trump cũng giống bà Phương Hằng này, cũng giống Donald Trump lắm, nói chuyện thao thao bất tuyệt không cần nhìn giấy. Còn mấy người khác nói là phải cầm giấy nghe, mà chưa chắc thì đọc thông xuống nghe. Nói thiệt chú á, tôi khen bà đó, anh hùng của Việt Nam đó, trong lịch sử mấy trăm năm mới có bà này về anh hùng truyền thông. Đâu có ai dám làm chuyện này đâu, đâu ai dám đâu. Còn chửi là vợ chồng ông Dũng là xấu xa, đem bà cái oxy gì oxy để mà cho cá thở. Trời ơi, sao nó nói chuyện, trời ơi, sao Covid đâu mà không tâm nhặt vô nó cho rồi, với gia đình nó cho rồi với trời. Tôi nói thiệt chứ chú, tôi nói thiệt, tôi muốn xúc quá thì gọi chú tôi nói, để tôi chửi. Tôi nói chú là tôi chửi cho con mẹ đó nghe đó. Thế nào con mẹ nó cũng nghe tôi chửi mẹ à. Mày dịp già đó. Làm như là trên xã hội này có mình bả à. Mẹ nó được. Ăn nói gì đó. Nó được thuê mướn phải không? Hả? Nó được thuê. Nó thuê đó, nó chửi tiền đó chú ơi. Chứ đừng có nói rồi nó bị bắt vô rồi nó để mấy thằng bên đây để bảo lãnh nó ra là
thì nó làm mà những bây giờ cơ hội nó không còn đâu, cơ hội mà để làm chống lại chính quyền và vô làm tù nhân liên tâm bây giờ con mụn nắm nó làm trong vết nước trường rồi. Ông chồng bữa nay người ta sợ hết rồi, người ta không giang tay ra đem những cái thằng thần rác rưởi nó đâu, bỏ nó mẹ nó vô tù mẹ nó đi. Mình có nghĩ mà nó làm cho dữ giống như con Đinh Lan gì đó, làm cho dữ rồi không có ai bên đây trời chú biết 100.000 chữ ký của tụi tôi đâu phải dễ kiếm đâu, chỉ lầm con muộn nó đánh thôi, lầm thôi chứ còn đó bây giờ không ai lầm nữa đâu chú ơi, người ta sáng con mắt ra hết rồi. Đừng tư tưởng mà người là bị ở tù là sẽ được có người đưa đi Mỹ, cả thằng gì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gì đó. Nếu mà bại lộ ra cái vụ mà kết hôn giả này là ở tù ở bên Việt Nam, con mẹ bên đây cũng bị ở tù nữa nè, cho chú biết. Chứ đừng có nói chuyện chơi. Chỉ cần ở bên Mỹ này mà chú làm cái nghề gì mà có xâm phạm vô con người ta là đã khó rồi. Chứ đừng có nói mà ngu si mà giả. Ở bệnh viện Chợ Rẫy bọn ta mua ra trước khi ta nhận đồ của bà Hằng. Người ta phải đo, người ta phải làm sao kiểm ra cho chất lượng rồi người ta mới nhận để mà đưa vô bệnh nhân chứ. Đồ con điên, con gà điên. Không có biết thì lên nói cho thiên hạ cười, thiên hạ chửi, thì ta con điên. Còn cái thứ nói chuyện không có mà gà mà không nầu cái nơi có chỗ. Không làm được để người ta làm. Lên nó dũng tiếng không leo lạ là chắc ngựa quá rồi, ngựa hết chỗ bị Covid rồi, hết đường đi rồi. Không biết nói gì là chuyển người ta ngựa. Thí dụ vậy đi. Mà mình chưa chắc gì mà càng hoàng. Nói chuyện với chú á. Trời ơi. Phụ nữ gì đâu mà tôi nói thiệt với chú nghe, tôi là phụ nữ mà ai nó động tới bà Hằng là tôi binh liền nó nghe. Thì đời tư của người ta để chồng người ta giải quyết, cứ gì có khen người ta không khen thì đời thôi, nói được gì người ta ok, bình luận là thẳng điện thì người ta thì nói, còn nói về tình cá nhân của người ta quý vị có tốt chưa, quý vị đi về coi ba quý vị hỏi cho mẹ quý vị đẻ quý vị có phải là con của ổng không đó nghe. Rồi bà lấy bậy đó, bà đẻ đó cái thằng đó đó tôi mới. Mày qua đây tao mai cho mày mấy cái váy mày mặc nè. Tầm ốc cái gì đâu mà cái miệng thúi. Nó có ở dưới tầm giường tao, mày bên Mỹ tao mày biết tao lấy thằng này kia. Mai mốt giường nghe. Tại gặp tao là tao sổ cho người nào thấy con em mà vô nói thôi mấy. Tụi mày có coi nói không? Ủa, tao đâu có giật chồng của ông cố nội là mặt cố nội của tụi nó mà tụi nó lên chửi. Tao có biết nó là ai? Tao giàu có cỡ đó, tao có biết nó là ai? Còn tao muốn chửi, tao lên màn hình đó, tao chửi đó. Tao chửi, tao kêu tên, tao chửi đó. Giật hơn. Còn cái thằng Đàm Vĩnh Hưng này mà kết hôn giả kiểu này mà cho bên đây á, là tụi tôi mà thấy là ráng mà phai đao ra được nó là khỏi có con đường mà qua Mỹ. Tôi nói thiệt, con bên đây nó cũng sẽ ở tù. Nó thiệt luôn á. Bây giờ bên Mỹ nó bắt ở bên tắc trực nhân chú. Nó phai đao ra 96 cái gia đình mà gọi là kết hôn giả đi qua Mỹ á. Ở tắc trực nó bắt đây hầu năm rồi kìa. Đừng có nói mà vụ kết hôn giả mà đi qua Mỹ nữa nghe. Cái vụ này là con bên đây nó cũng ở tù mà con thằng bên kia khỏi qua Mỹ luôn. Tính thiệt á. Chuyện mày khó lắm. Dạ. Tôi nghe nó tới giờ nó kết hôn giả, kết hôn với con mẹ 10 lần, mà lớn hơn 17 tuổi. Chỉ có con đường tìm cái giống như nó có tìm một cái kim bài miễn tử vậy đó. Là cái thẻ xanh đó. Nhưng mà khó lắm. Bây giờ mà tay đau ra có quốc tịch nó tước quốc tịch lại luôn. Mỹ á cho chú hai. Chứ đừng có nghĩ là chú cứ nghĩ là hả, tao làm cả rồi tao thoát qua Mỹ, không có con đường ở đâu. Tụi tôi sẽ đăng lên tất cả, kêu gọi tất cả người ta lên là tẩy chay nó. Chú biết hầu đó ông Lý Tống hả, nó qua đây nó cũng làm, ổng dùng hơi chai vậy, ổng xịt trên mặt nó đó. Thằng Đình Vĩnh đó, thằng điểm mấy năm trước đó. Bây giờ nó định bên Mỹ, bây giờ nó thấy làm giàu từ thiện ngon quá là nên ở Việt Nam làm từ thiện là làm giàu đó, rồi giờ nó bể rồi đó. Nó tính nó có kim bài miễn tử rồi nó sẽ bay qua Mỹ nè, bay qua bên đây tụi tôi tẩy chay nữa nè. Tụi tôi sẽ kêu gọi nè, em điều tra cái chuyện hôn nhân của nó nữa nè. Tôi nói thiệt. Khi tụi tôi muốn làm là rất là dễ, tôi nói thiệt. Bên Mỹ người ta cũng có... rồi là có. Bên Mỹ người ta có Mỹ người ta hay lắm, ai bên Mỹ người ta thích 20 năm nó vẫn phai đào, chuyện gì chuyện 20 năm nó vẫn phai đào chú ra được. Quan trọng là cái xô của chú đó, xô chú và có vấn đề nó chỉ bắn lên cái computer là nó biết chú có vi phạm gì rồi, dù cho 20 năm 30 năm cũng vậy. Cái xô bên đây rất là quan trọng, nó còn hơn cái giấy căn cước của chú. Giấy căn cước là chỉ là giống như cái bằng lái xe, chú lái xe là đến, chứ còn cái xô chú định cho ai biết chú rồi.
rất là quan trọng. Mà nó có cái kiểu mà đi đi Mỹ mà gian manh, kiểu mà cứ vợ giả như vậy á, thì coi chừng là tụi tôi chấp thanh tôi nó ra đó. Thì nó ác quá với Việt Nam, có thiệt. Tôi không có bên chính quyền mà tôi chỉ thương người dân của mình thôi, dân của mình. Chú thấy không? Cái nói Việt Nam lá lành đùm lá rách, nhưng mà Nguyễn Xuân Hằng bác giàu, tại sao bà không ngồi yên trên văn căn nguyên niệm ấm của bà hưởng đi? Bởi vì ai? Bởi vì cộng đồng thôi. Bà mất 3-400 tỷ thì giờ bà trao cái tội mà nói xấu bà, bỏ thêm 1.000 tỷ ra. Bà đánh sạch, bà kêu vô đảm đánh mẹ người tơi tả luôn chứ đừng nói. Nhưng mà bà lại nói một câu bà không có chơi theo kiểu dơ. Thành ra cũng là giúp cho cái số người mà bị lường gạt, giống như những người mà chỉ biết câm điếc, con mà bị câm điếc mà sai lầm để nghe nó lời để tốn tiền tốn bạc á, đau khổ cái đó lắm đó thiệt. Yeah. Tôi mà hôm nay tôi nghe bà, hôm nay tôi mới mở lên tôi thấy bà Nguyễn Xuân Hằng bà nói được cái cô, bà bắt cái clip của con mẹ Diệp gì đó, đại chị đại Miu gì đó. Rồi đó coi bên đây tôi nổ cùng tôi lên, tôi ngồi một mình mà tôi chửi, tôi nói trời để tôi mà lọt tới Việt Nam mà tôi biết tôi đứng trước mặt con mẹ đó là tôi lột quần dù cho tậu gì tậu chuyện lan cho gì đã cái lưng tôi mới được. Thì tôi với bà là ngang nhau rồi. Chơi chữ đẹp luôn. Có thể á, ở bên Mỹ á, chú có quyền đánh ai á, muốn cái gì á, chú muốn được chơi thưa ra đưa ra tòa thôi, chứ không có chuyện mà đánh ra theo Việt Nam. Việt Nam chỉ cần nó hù hù mấy đứa thấy bả là lột bả, đắp bả một trận. Tôi nói thiệt, Việt Nam dễ, bên Mỹ này thì không được. Bên Mỹ đã tù chết à. Dù cả chúng, dù nó có mắc nợ chú anh gì, thì chú có bằng chứng, chú muốn được chơi đưa nó ra tòa, chứ còn không có quyền đánh người ta. Không có quyền. Hoặc là tôi có chủ tiệm rồi nha, tôi chủ tiệm. Nhưng mà tôi có tiếng nào chú đi, chú đến tiệm tôi, chú nói phải trái, chú nói đàng hoàng thì cho cháu đứng tiệm nói, còn chú mà la nói tôi kia muốn tao đuổi chú đi à. Không có quyền. Tại vì tôi mắc nợ chú có quyền muốn được chơi thơ, chứ không có quyền tới tiệm tôi. Vì tôi có quyền đuổi chú ra khỏi tiệm với chú đi, tôi gọi muốn nó đuổi. Vậy đó, Mỹ nó vậy đó. Yeah. Cho dù là tôi mắc nợ chú. Thôi giờ tôi cũng nói với chú mà nói với cô Hằng cũng đừng có mà nóng quá, đâm ra mình đang chờ thời là cái thằng Võ Hoàng Yên bây giờ nó dùng ngu dùng kế dữ lắm. Mình mà cặt một cái là mình sẽ bị, mà tôi nghĩ không cặt đâu, bị vì bà cô Hằng sau lưng bà còn phải 80 triệu dân mà chú. Trời ơi, đâu có dân nào bỏ quả đâu. Đấy, mà ta làm quá trời thiện thì phước đức đã đầy người rồi. Tôi nói thiệt với chú á, giờ cứ chửi người ta lấy đất cướp đất của, giờ ta lấy đất cướp đất cho chính phủ bắt ta đi, nghèo người bị cướp đất lấy đất cướp mà. Cái tụi giờ tụi ta chỉ ở bên đây nó đâu còn kiếm tiền được đâu, nó bay gì Việt Nam kiếm tiền mà nó trao theo kiểu này thì nó đứt đường luôn. Tôi nói thiệt, bên Mỹ bây giờ không phải dễ mà đi qua Mỹ mà đấy, cứ cấm là chính quyền, bởi vì cấm là chính quyền thì mình được qua Mỹ không còn cơ hội đó đâu. Mà Mỹ trong quốc tịch cái nghe chú, đến khi quốc tịch á, trong cái quốc tịch nó có 11 điều, mà điều thứ nhất là khi chú đưa ta lên thề là không lấy mà mang danh người Mỹ quốc tịch Mỹ đi phỉ bán đất nước nào, hoặc là xâm lấn đất nước nào, hoặc là mình về có tổ chức để mà mình phá rối đất nước đó. Không được nha chú. Người ta không có binh dịch chú đâu, bởi vì khi mà cái thằng gì Phương Minh Nguyễn gì nó về nó cải thiện đơn đó, rồi bộ ngoại kêu bộ ngoại giao cao thiệp bộ ngoại giao nó, chúng tôi không có chìa khóa để mở cho anh ra, chúng tôi chỉ xin nước sở tại mỗi tháng đến thăm cho anh có bệnh hoạn hay không, nhờ bên nước sở tại cho anh đi 3 tháng thôi, chừng nào nếu anh có tội thì nước sở tại trị anh hết tội thì người ta trục xuất anh về, chúng tôi không có quyền can thiệp. Nói rõ vậy đó, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đừng có nói là lấy cái danh nghĩa là tôi là dân Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ, nó tốt quốc tịch chú nó đuổi tống chú về như chơi chứ đừng nói. Từ khi là chú sanh đẻ bên Mỹ thì chú là công dân chính thức người Mỹ, phải đẻ bên Mỹ nha, chứ còn chú là dân Việt Nam mà chú là sau này chú được có quốc tịch Mỹ đi mà chú sai rồi nó tước quốc tịch là nó trục xuất chú về rồi như chơi thôi à, không có chuyện gì mà nói là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi không sợ, không sợ à, không sợ đi. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Thì nói chứ nghe vậy. Còn cái cơ hội của con Ngụ Việt, cái con Đinh Lan này không có cơ hội mà sủa mà chửi chống lại chính quyền để lấy danh nghĩa là đi nước ngoài đâu. Không có cơ hội đó đâu. Tụi tôi bên đây là đang viền để chờ coi là có xin chữ ký là mấy thằng đó cho ta bắt tay nó bên đây nè, để bắt tay nó để mà giúp cho nó để chửi lại chính quyền đó. Trời, chính quyền thì bây giờ để cho chính quyền lo đi.
cho dân này kia nọ, còn nó xuống nó làm cho loạn lên. Còn người ta chung tay với chính quyền thì nó kiếm chuyện để nó cắt trời ra cho người ta không làm từ thiện để giúp chính phủ. Chú thấy không? Đó đó, con đường của nó là nó đi chính trị của nó, chính trị giống như là nó dùng truyền thông để mà nó đánh đó. Yeah. Nhưng mà làm sao được? Trời ơi, vậy mà đòi chống trời. Trời ơi à. Thôi tôi nói cho chú nghe, vậy tôi tức quá, ráng. Tôi nói chuyện về tới nhà nè, tôi mong mong là tôi dùng là chuyện, tôi nói mà anh ta nghe, tôi về tôi đóng cửa, tôi nói mấy nhỏ đi làm đó, tôi đóng cửa rồi tôi mau gọi cho chú á. Dạ, cảm ơn chị. Gọi cho chú thì tôi có Zalo. Tôi có Zalo, nhưng mà gọi cho chú là tôi phải bỏ 10 đồng tiền phone. Dạ. Lấy cái số Zalo trên cái gì chú cho trên màn hình của iPad nè. Dạ, dạ. Gọi cho chú. Rồi, nếu mà còn có nữa tôi bỏ tiếp 10 đồng nữa để coi cái gì nữa rồi tôi gọi gì nữa. Dạ rồi. Tôi tức quá trời, tức mà mình không thể nào mà tôi không có biết mà lên là phản biện mà chửi cho bản mặt đó. Trời ơi, hôm đó nó chửi ông đạo diễn Nguyễn Đức Lâm gì mà ổng cũng hiền, ổng ngồi ổng ráng ổng nghe. Vậy hả cô, rồi cô cho con nói, cô cho con nói. Mà tôi mà bữa nay tôi tức muốn chết luôn á, tôi nói trời ơi con mẹ này mà tiếp con mẹ để làm gì. Yeah. Ok, vậy bye chú nghe. Yeah, rồi chúc chú rồi vui vẻ. Yeah, có tin tức gì hay có chuyện gì vui lên cho tụi tôi nghe đi. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi cũng cầu xin đó là ai qua nạn khỏi bệnh dịch này, chúc cho gia đình của chú được bình an, chúc gia đình của những người bên Việt Nam được bình an qua tai qua nạn khỏi. Và riêng đặc biệt là chúc cho vợ chồng anh Dũng, nhưng mà là cô Hằng bị anh Dũng nhỏ hơn tương tuổi, nhưng mà tôi cũng kêu anh đi có nhiều sức khỏe để có thể tiếp sức cho cộng đồng, giúp đỡ cho cộng đồng. Trời ơi, tôi rất là quan minh vì mình mà cũng cỡ đó, mình đâu có làm được như người ta. Dạ, mình phải quan minh người ta, mình phải học hỏi cái cách nói chuyện của người ta. Tuy phải nhỏ hơn tôi tới mười mấy tuổi, nhưng cái sự nói chuyện của ta rất là thông minh. Dạ. Tôi nói thiệt không á, tôi là thông minh nè, tôi nói thiệt với chú là tôi học, tôi mà học một tôi hiểu 10, học 10 hiểu 100 nữa kìa. Nhưng giờ tôi già rồi, nhưng mà cách nói chuyện của cô Hằng á, tôi bị tôi thấy là hơi cái giống bản tính tôi, dám nói dám làm nè. Tôi là người đặc bà mà dám nói dám làm á, tôi nói thiệt với chú á, tôi không sợ ai hết nè. Cái người nói trời ơi, cô làm business mà sao cô nói gì, kiểu mà chống lại quá à. Chống lại lúc thời điểm ông Trung rồi bầu cử á, tôi nói tôi đi lẽ phải à, tôi không có đi mà kiểu mà chính nghĩa thôi. Thì bây giờ ông trời cho tôi nhiêu thì hưởng nhiêu, ông trời không cho bị gì, cái xã hội nước Mỹ này nó lớn lắm, không phải riêng gì người đó, còn người nào cũng có người giống tôi chứ. Ông trời cũng cho những người đến đó là giúp cho tôi. Tôi làm sao tôi sợ mà đóng cửa, tôi chỉ ra đặc biệt ở bờ đi nha này chỉ có một cái tiệm của tôi thôi, độc quyền tiệm may áo dài thôi, còn sửa quần áo thì nó sửa dài, sửa tờ, nó không có mở tiệm giống tôi. Thành ra tôi cũng đâu có sợ đâu, tôi nói thiệt với chú, ông trời cho mình ở phải gặp phải thôi, tôi nói thiệt. Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi, mấy con này á hả, rồi đây là cứ coi nè, những cái gì á thằng Võ Hoàng Yên nó làm bây giờ nó sẽ thấy cái hậu quả của nó nữa nè. Con cái nó rồi lắm, tùm lum tà la đó, rồi thử coi. Trời ơi trời, nói ra miệng Nam Mô A Di Đà Phật còn bệnh thì giao dâm không. Trời yeah. Ơi trời. Rồi, cảm ơn cô nghe. Rồi, ok. Yeah. Ok, bye chú. Yeah. Cho tôi gửi lời thăm tất cả người Việt Nam. Chúc cơ tai qua nạn khỏi, cô có cái đi hết. Để rồi bình an trở lại đất nước. Tôi mong tôi cũng mang, tôi chú ý không, tôi qua hai mươi mấy năm rồi mà. Tôi về Việt Nam được có hai lần nè. Tôi muốn về lần năm vừa rồi đó, là mua vé máy bay mà đâu có đề được đâu. Rồi trả vé lại còn lỗ nữa. Giờ đành phải chịu thôi. Nói thiệt với chú một ngày nào đó, rồi tôi đi về rồi tôi cũng đi du lịch Đại Nam coi những công trình như thế nào, tôi thấy cũng đẹp quá. Người ta làm vậy mà còn chỉ mắng trời ơi trời, anh quỷ già, biểu không ơi, tôi nghe sức phòng mới kêu cái người mà Covid mà hay cái gì mà ở Đại Nam đi ra hết, đi ra được chính phủ lo. Tôi cũng quỷ, tưởng tôi ra đi ra tôi lo. Mày nói câu đó thì tao mới nể mày chứ, mày biểu ra chính phủ lo thì thôi mày dẹp mẹ đi, tự mày bị ra đi, tôi lo cho thì mới tin được, còn ra để chính phủ lo. Thôi đó, chứ nghe tao được không, quỷ già quỷ nó lên sao mà để nó không đi rồi cũng gia đình nó không lẽ mình rủa chứ, thiệt trong gia đình nó đi rồi dính một cái cô bất trời nó tìm cái gọi là bình oxy đi, cái đi xuống ao cá tra đi, nó tìm xuống đi xin cái con cá thì nó nói là đừng nấu tuy là để cho các ta thở thì đi xin xuống đó nó kiếm.